Chào các bạn, tôi là Lê Ánh. Ngày hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn các nghiệp vụ kinh tế phát sinh tại phân hệ bán hàng trên phần mềm MISA. Thế thì tiếp theo cái video buổi hôm trước tôi đã chia sẻ các bạn ở cái nghiệp vụ số 1. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn ở nghiệp vụ số 2. Chúng ta cũng sẽ cùng nhau tìm hiểu về nghiệp vụ số 2 với cái cách tiếp cận tương tự giống như nghiệp vụ số 1. Tức là bước đầu tôi sẽ hướng dẫn các bạn phân tích nghiệp vụ, sau đó chúng ta sẽ phân tích vấn đề liên quan đến định khoản, rồi đến chứng từ và cuối cùng là phản ánh trên phần mềm MISA. Với cách tiếp cận này thì sẽ giúp các bạn vừa chắc được vấn đề định khoản, vừa chắc được vấn đề chứng từ và các bạn hiểu được bản chất, rồi các bạn sẽ có được cái phương pháp làm chủ phần mềm MISA. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ đi vào nghiệp vụ số 2. Nghiệp vụ số 2 như sau: ngày 10 tháng 1 năm 2020, công ty của bạn bán hàng cho công ty Trà Anh và khách hàng chuyển khoản thanh toán ngay vào tài khoản tiền gửi ngân hàng Agribank. Công ty Trà Anh thì mua hàng của bạn bao gồm hai mặt hàng. Thứ nhất là điện thoại Nokia N6 số lượng 20 chiếc và đơn giá là 5 triệu 800 nghìn một chiếc. Và thứ hai đó là điện thoại Samsung E8 với số lượng là 15 chiếc và đơn giá là 5 triệu 410 nghìn đồng một chiếc. VAT của hai mặt hàng này là 10%. Doanh nghiệp bạn lập hóa đơn xuất cho công ty Trà Anh theo cái hóa đơn giá trị gia tăng số 3, ký hiệu ngày tháng năm. Thế thì trước cái nghiệp vụ kinh tế phát sinh này, chúng ta hiểu rằng đây là một nghiệp vụ bán hàng của doanh nghiệp, đúng không ạ? Vì vậy là bạn là kế toán thì bạn cần phải phản ánh vào sổ sách kế toán. Với nghiệp vụ bán hàng này tại doanh nghiệp của bạn thì khi bạn phản ánh vào sổ sách kế toán, bạn định khoản sẽ cần phải định khoản đồng thời hai nghiệp vụ. Thứ nhất đó là bút toán phản ánh ghi nhận doanh thu và thứ hai là bút toán phản ánh ghi nhận giá vốn hàng bán. Thế thì việc ghi nhận doanh thu thì chúng ta phân tích tương tự giống như cái video nghiệp vụ 1. Bạn thấy rằng trong trường hợp này khi doanh nghiệp bạn bán hàng, bạn thu được cái tiền của khách hàng trả bằng tiền gửi ngân hàng thì sẽ làm cho cái tiền gửi ngân hàng của doanh nghiệp bạn tăng lên. Tài khoản 112 phát sinh tăng, đầu mục phát sinh tăng, bạn ghi bên nợ. Bạn bán hàng thì sẽ làm tăng lên cái doanh thu từ việc bán hàng hóa của doanh nghiệp bạn, hay nói khác là cái tài khoản 5111 của bạn phát sinh tăng, đầu năm phát sinh tăng, bạn ghi bên có. Và khi bạn bán hàng thì bạn thu luôn cả tiền thuế giá trị gia tăng của khách hàng để bạn trả cho ngân sách. Vì vậy sẽ làm cho khoản tiền thuế giá trị gia tăng phải trả ngân sách cũng sẽ phát sinh tăng. Tài khoản đầu 3 phát sinh tăng, bạn sẽ ghi bên có. Vì vậy chúng ta sẽ có bút toán để ghi nhận doanh thu trong cái trường hợp này sẽ là lợi tài khoản 112 và có tài khoản 5111 và có tài khoản 33311. Bút toán số 2 đó là bạn bút toán ghi nhận giá vốn. Các bạn lưu ý rằng khi các bạn phản ánh doanh thu thì bạn cần phải phản ánh cả giá vốn hàng bán. Cái lưu ý này cô đã nói ở nghiệp vụ số 1 rồi. Tuy nhiên thì qua quá trình làm nghề và hướng dẫn các bạn học viên thì các bạn cứ bị quên và bạn không hiểu được cái nguyên tắc ở đây, chính là nguyên tắc thận trọng, và nguyên tắc thứ hai là chính là nguyên tắc phù hợp, nên cô sẽ phải nhắc lại. Đó là khi bạn ghi nhận giá vốn hàng bán thì bạn sẽ cần phải đồng thời ghi nhận với doanh thu, hay nói khác đó là theo nguyên tắc phù hợp, khi bạn ghi nhận một khoản doanh thu thì đồng thời đó bạn cần phải ghi nhận một khoản chi phí để tạo ra doanh thu này, và khoản chi phí tạo doanh thu đây chính là giá vốn hàng bán. Bạn bán hàng hóa vì vậy sẽ làm cho cái hàng hóa của bạn phát sinh giảm, hàng hóa trong kho bạn bị giảm đi. Tài khoản 156 là tài khoản đầu một phát sinh giảm, bạn ghi bên có, đồng thời sẽ làm tăng lên cái giá trị của những hàng đã bán, hay nói khác là tăng lên cái chi phí giá vốn hàng bán. Tài khoản 632 đầu 6 phát sinh tăng, tôi ghi bên nợ. Vì vậy tôi sẽ có bút toán để hạch toán ghi nhận giá vốn hàng bán là lợi tài khoản 632 và có tài khoản 156. Thế thì sau khi các bạn khoản được hai bút toán ở cái nghiệp vụ bán hàng thu tiền khách hàng bằng hình thức chuyển khoản này rồi, thế này bạn cũng cần phải lưu ý là chúng ta cần phải phản ánh được trọn vẹn tất cả các số liệu cũng như là cái tài khoản mà chúng ta định khoản này lên phần mềm MISA nhá. Sang phần tiếp theo đó là phân tích về chứng từ. Chứng từ của cái nghiệp vụ này sẽ có một cái sự tương đối giống như ở chứng từ ở nghiệp vụ số 1 trong video số 1. Và nếu như có thời gian thì bạn nên xem lại cái nghiệp vụ của số 1 ở video số 1 về kế toán bán hàng của tôi. Ở trong video đấy thì tôi đã phân tích rất là kỹ các vấn đề liên quan đến chứng từ và định khoản. Đây là video số 2 rồi nên là cái sự phân tích của tôi nó sẽ không thể cụ thể và chi tiết nhiều như ở cái video số 1 được. Tuy nhiên thì chúng ta vẫn có cái sự phân tích một cách trọn vẹn như sau. Khi doanh nghiệp bạn bán hàng và doanh nghiệp bạn xuất hóa đơn cho người mua, vì vậy là cái hóa đơn VAT đây là một cái chứng từ kế toán rất là quan trọng, đúng không ạ? Nó sẽ chứng minh cái việc bán hàng của bạn là hợp lý, hợp lệ, hợp pháp nhá. Bạn bán hàng thì bạn sẽ xuất kho hàng bán thì bạn bán cho khách hàng, vì vậy là bạn doanh nghiệp bạn sẽ cần phải lập cái phiếu xuất kho. Vì vậy là phiếu xuất kho cũng là một chứng từ kế toán. Tiếp nữa là khi bạn bàn giao hàng cho khách, nếu như mà cái thời điểm bàn giao cùng với thời điểm xuất kho thì là chúng ta có thể làm chung cái biên bản bán giao trên cái phiếu xuất kho, hay nói khác là chúng ta làm cái phiếu xuất kho kiêm biên bản bán giao luôn. Tuy nhiên nếu như mà cái thời điểm xuất kho và thời điểm giao nhận hàng nó là hai thời điểm khác nhau thì này chúng ta cần phải có một biên bản giao nhận có đầy đủ chữ ký của người bán và người mua. Và bởi vì khách hàng thanh toán cho doanh nghiệp bạn bằng chuyển khoản, vì vậy là khi mà khách hàng thực hiện chuyển khoản cho doanh nghiệp bạn thì tiền
ở tài khoản của doanh nghiệp bạn sẽ tăng lên, và ngay lập tức thì ngân hàng sẽ gửi cho bạn cái giấy báo có nhá. Đây là lý do vì sao chúng ta sẽ phân tích chứng từ ở nghiệp vụ số 2 này, bao gồm thứ nhất là hóa đơn giá trị đã tăng, số 2 là phiếu nhập kho của cái hàng chúng ta mua vào, phiếu xuất kho cái hàng chúng ta bán ra, biên bản giao nhận và giấy báo có. Chạ. Cách phản ánh trên Misa cái nghiệp vụ này các bạn làm như sau. Bước 1 đó là kế toán phản ánh, bước 2 là thủ kho phản ánh. Bạn thấy rằng phản ánh trên Misa ở nghiệp vụ số 2 đi theo các bước tương tự giống như nghiệp vụ số 1 mà ở trong cái video trước của hướng dẫn các bạn. Thế thì kế toán phản ánh thì bạn sẽ vào phân hệ bán hàng, bạn vào phần chứng từ bán hàng để bạn thêm mới một cái chứng từ bán hàng, bạn khai báo các thông tin của chứng từ bán hàng này. Sau khi mà kế toán khai báo xong rồi thì này thủ kho tiến hành phản ánh vào bằng cách đó là vào phân hệ của thủ kho để bạn mở cái chứng từ phiếu xuất kho đó ra để bạn thực hiện ghi sổ của phiếu xuất kho đó. Bây giờ tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách phản ánh trên phần mềm Misa chi tiết như sau. Đầu tiên đó là kế toán phản ánh, bạn vào phân hệ bán hàng, bạn vào phần chứng từ bán hàng, đúng không ạ? Để bạn thêm mới một cái chứng từ bán hàng, bạn điền đầy đủ tất cả các thông tin trên cái chứng từ bán hàng này, được chưa ạ? Thì bởi vì tôi đã hướng dẫn cái chứng từ bán hàng này rồi nên tôi có thể show luôn ra, tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách làm luôn nhá. Đây. Đó. Chúng ta thấy rằng đối với hoạt động bán hàng cho công ty Trà Anh, tôi hiểu cái phương thức bán hàng ở đây chính là phương thức bán hàng hóa dịch vụ trong nước. Vì vậy bạn sẽ lựa chọn phần 1 bán hàng hóa dịch vụ trong nước. Và việc bán hàng này của bạn, bạn thực hiện xuất kho hàng sao để bạn bán cho khách hàng, vì vậy bạn cần phải lập phiếu xuất kho. Đây là lý do vì sao tại cái phần chứng từ bán hàng này tôi sẽ click chọn vào phần kiêm phiếu xuất kho. Tiếp theo nữa đó là cái phần thông tin liên quan đến hình thức thanh toán. Trong trường hợp này khách hàng đã thanh toán tiền cho bạn rồi, vậy bạn lựa chọn là bấm vào phần thu tiền ngay. Bạn lựa chọn hình thức thu tiền đây là tiền mặt hoặc chuyển khoản. Trong trường hợp này bạn thực hiện thu tiền bằng hình thức chuyển khoản, vì vậy bạn sẽ lựa chọn là chuyển khoản. Và rõ ràng bạn bạn bán hàng, bạn lập luôn kèm hóa đơn. Trong trường hợp này bạn sẽ click chọn là lập kèm hóa đơn. Ngay lập tức thì bên dưới sẽ hiển thị ra các cái tab thông tin mà các bạn cần phải điền vào cái chứng từ thu tiền gửi, phiếu xuất và hóa đơn. Lúc này bạn sẽ lựa chọn cái phần bạn vào tab đầu tiên là thu tiền gửi. Bạn lựa chọn khách hàng đây đó chính là công ty Trà Anh. Nếu như công ty Trà Anh này đã có trong danh mục khách hàng của bạn thì bạn chỉ việc click chọn công ty Trà Anh thôi. Còn nếu như không thì bạn sẽ tạo một cái danh mục khách hàng cho công ty Trà Anh bằng cách điền đầy đủ các thông tin ở đây. Nhớ rằng cái chỗ nào vùng nào bấm điền dấu sao là phần bắt buộc bạn cần phải điền thông tin. Sau khi bạn điền các thông tin của công ty Trà Anh ở trên phiếu thu tiền gửi rồi thì bạn cũng sẽ cần phải lựa chọn là công ty Trà Anh này nộp tiền cho bạn vào tài khoản nào, đúng không ạ? Và rõ ràng ở trong trường hợp này tôi giả dụ nhá, ở đây là họ sẽ nộp tiền vào tài khoản của ngân hàng của công ty tôi là ngân hàng Á Châu rồi ạ. Lựa chọn đây là ngân hàng Á Châu. Sau đó thì bạn lựa chọn lý do nộp ở đây là thu tiền bán hàng của công ty Trà Anh theo hóa đơn số 3. Bạn viết cụ thể đây là mở ngoặc ra đó là bán Nokia, bán điện thoại Nokia 6 và Samsung 8. Dạ. Lưu ý rằng ở đây phần ngân hàng để cho thuận tiện cho công việc làm, tôi hướng dẫn các bạn minh họa trường hợp này thì tôi sẽ lựa chọn là ngân hàng Á Châu nhé, mặc dù đề là ngân hàng gì đấy, chúng ta cùng xem nhé. Đây, đề thì là nộp vào ngân hàng Agribank nhưng mà tôi lựa chọn Á Châu thì bạn cứ có thể sửa lại, tôi đây chính là thanh toán ngay vào ngân hàng Á Châu ACB. Đó, sau khi bạn điền xong cái tab thông tin về tab thu tiền gửi, bạn chuyển sang phiếu xuất và hóa đơn để điền các thông tin tương ứng. Đối với thông tin của hóa đơn, điền đầy đủ các thông tin về số ký hiệu hóa đơn, mẫu số hóa đơn và số hóa đơn, thông tin của ngày lập hóa đơn, được chưa ạ? Thông tin của phiếu xuất cũng vậy, bạn lưu ý cho tôi của ngày tháng năm của chứng từ nhá. Sau khi điền đầy đủ xong cái thông tin phần trên rồi, như này chúng ta sẽ xuống cái phần bên dưới để chúng ta điền các thông tin. Thì tương tự như nghiệp vụ một thôi, nó sẽ bao gồm 5 tác thông tin, đó là hàng tiền, thuế, giá vốn, thống kê khác, đúng không ạ? Và trong cái nghiệp vụ số 2 này thì chúng ta cũng tương tự nghiệp vụ số 1, chúng ta sẽ chỉ cần điền thông tin ở tab hàng tiền, tab thuế và tab giá vốn thôi. Đây. Ở đây tôi lựa chọn mã hàng ở đây chính là Nokia N6. Chờ bạn chưa có cái mã hàng ở trong danh mục hàng này thì bạn sẽ bấm vào cái dấu gì đấy ạ? Bạn sẽ bấm vào cái dấu cộng cho tôi này để bạn tạo mới một cái mã hàng nhá.
Sau khi tạo mới mã hàng xong rồi thì lúc này cái phần mã hàng này nó sẽ hiển thị trong cái danh sách hàng của bạn. Đấy. Tiếp tục nữa là bạn lựa chọn cái mã hàng tiếp theo, đây là mã hàng Samsung S8, click chọn vào đây. Đúng không ạ? Bạn bởi vì bên trên bạn lựa chọn là hình thức thanh toán là thu tiền ngay dưới hình thức chuyển khoản. Đây là tài khoản, ở đây bạn sẽ thấy rằng hạch toán ra tài khoản 1121 và tài khoản doanh thu đây vẫn là 5111 bởi đây là bán hàng hóa. Bạn điền các thông tin về số lượng, đơn giá và phần mềm sẽ tự động tính ra cho bạn thành tiền bằng bao nhiêu. Cái tỷ lệ chiết khấu ở đây bạn ghi là 0% bởi vì trong nghiệp vụ này công ty của bạn không áp dụng cái hình thức chiết khấu cho khách hàng. Vì chiết khấu 0% nên là tiền chiết khấu cũng sẽ bằng 0. Điền đầy đủ thông tin sang trong cái tab hàng tiền này rồi bạn sang cái tab thuế để bạn điền các thông tin về thuế xuất thuế giá trị tăng cho mặt hàng này đều là 10%. Và khi bạn lựa chọn là 10% này thì lúc này phần mềm sẽ tự động tính ra cái tiền thuế giá trị gia tăng tương ứng bằng cách lấy 10% này nhân với giá trị hàng tiền ở cái tab hàng tiền này này. Được chưa ạ? Sau khi mà bạn điền xong cái thông tin này rồi bạn chuyển sang phần giá vốn để bạn kiểm tra các thông tin. Bạn thấy rằng bởi vì doanh nghiệp của bạn đang áp dụng cái phương pháp tính giá xuất kho theo phương pháp bình quân gia quyền cuối kỳ, tức là tính đến thời điểm cuối kỳ thì doanh nghiệp bạn mới tính được cái sao đấy ạ, đơn giá xuất kho. Vì vậy là bây giờ đang là thời điểm trong kỳ, cái phần đơn giá vốn xuất kho này bạn không xác định được. Đây là lý do vì sao mà ở trên phần mềm cái này là có màu lâu lâu để sẽ xám xám nên bạn không thể điền được vào, đúng không ạ? Chờ đến thời điểm cuối kỳ bạn thực hiện tính giá xuất kho thì cái này nó sẽ nhảy ra số liệu nhá. Cái tab thống kê và tab khác chúng ta không lựa, không có nhu cầu sử dụng, đúng không ạ? Tab khác thì dùng để ghi chú các cái thông tin cụ thể mà cái khách hàng người ta muốn lưu ý doanh nghiệp bạn. Còn cái tab thống kê này dùng để phản ánh các cái việc bán hàng này là có liên quan đến công trình hay đơn đặt hàng hay hợp đồng bán gì gì hay không. Trong trường hợp này chúng ta không liên quan gì hết nên các bạn không cần phải điền vào tab thống kê. Thế thì sau khi các bạn phản ánh xong trên cái chứng thư bán hàng này rồi thì lại bạn là kế toán bạn bấm vào nút cất để hoàn thiện cái việc phản ánh chứng thư bán hàng đứng ở góc độ kế toán phản ánh. Khi mà bạn cất thông tin xong rồi bạn muốn in chứng từ bạn vào phần in, bạn có thể in phiếu xuất kho, đúng không ạ? In phiếu xuất kho đây, cái phiếu xuất kho này của bạn bạn in ra rồi bạn đính kèm với cái hợp đồng mua bán nếu có, hoặc là bạn đính kèm cùng với gì đấy ạ, hóa đơn giá trị tăng. Sau đó thì bạn sẽ chuyển cho bộ phận kế toán trưởng để người ta kiểm tra số liệu, chuyển cho giám đốc và kế toán trưởng và giám đốc phê duyệt. Và khi mà cái phiếu xuất kho này có đầy đủ cái thông tin của người lập phiếu là kế toán trưởng và giám đốc rồi, nó sẽ được chuyển đến thủ kho nhìn thấy các thông tin này đáng tin cậy, đúng không ạ, và nhìn thấy sự phê duyệt của người cao nhất trong doanh nghiệp đó là giám đốc rồi thì thủ kho mới ra đạn yên tâm để mang cái hàng là điện thoại Nokia N6 và Samsung S8 này xuất ra để giao cho cái người nhận hàng. Thế thì lúc này người nhận hàng người ta nhận hàng và người ta sẽ ký nhận vào trên cái phiếu xuất kho này. Đây là cái quá trình luân chuyển chứng từ phiếu xuất kho, tôi muốn hướng dẫn kỹ các bạn để bạn hình dung ra được cái góc nhìn thực tế nhá, khi mà chúng ta lập phiếu xuất kho và chúng ta di chuyển nó, lưu luân chuyển nó đến các bộ phận như thế nào. Bạn không chỉ in phiếu xuất kho, bạn có thể in biên bản bàn giao, in chứng từ kế toán, in phiếu xuất kho, mẫu bán hàng, đúng không ạ? Đây, cái phần này tôi cũng đã phân tích kỹ ở phần video của nghiệp vụ 1 rồi, bạn có thể mở ra bạn xem thêm nhá. Sau khi bạn điền xong tất cả các thông tin này rồi, bạn bấm vào nút cắt và đây chính là lúc mà bạn đã hoàn thành cái việc phản ánh cái nghiệp vụ số 2 đứng ở góc độ kế toán phản ánh trên phần mềm MISA. Thế thì tại cái bước số 2 sau khi kế toán phản ánh xong thì sẽ đến lượt ai đây ạ? Thủ kho phản ánh. Kế toán phản ánh là kế toán phản ánh việc là doanh nghiệp bạn đã bán hàng và xuất hàng cho kho đi bán rồi. Lúc này kế toán phản ánh hàng ở trong kho của bạn đã bị giảm. Nhưng nếu như người thủ kho không phản ánh thì lúc này nó sẽ tạo ra một cái sự vênh số liệu giữa kế toán và thủ kho. Do vậy là cái sổ sách của bạn không đáng tin cậy trong con mắt của những người kiểm tra, giám sát nhá. Thế thì để cho nó chuẩn thì này bạn sẽ cần phải vào cái phân hệ thủ kho này, tôi chỉ cho các bạn ở cái con chuột chỉ vào cái hình thủ hình khối màu xanh xanh như này bên dưới cùng ở phía bên trái, bạn vào đây vào phân hệ thủ kho đây, rồi bạn tìm cái công ty mà bạn bán hàng là công ty Trà Anh, đúng không ạ? Công ty Trà Anh tôi vừa ghi sổ rồi, bây giờ tôi muốn để các bạn dễ hình dung là tôi sẽ không ghi sổ nữa. Đây. Đây. Bạn vào phân hệ thủ kho nhé, tôi giới thiệu lại từ đầu, bạn vào phân hệ thủ kho này, sau bạn vào phần đề nghị điều xuất kho này, bạn lựa chọn hình thức của các cái chứng từ chưa ghi sổ của phần thủ kho. Bạn sẽ thấy rằng những cái gì mà chưa ghi sổ của nó thì phần mềm sẽ code ra là có màu xanh là cây. Đây, công ty Trà Anh của chúng ta đây, chúng ta mở ra xem đầy đủ các thông tin, cái số lượng trên phiếu xuất và số lượng thừa xuất nó khớp nhau chưa. Khớp rồi thì bạn tiến hành ghi sổ.
Và lúc này cả kế toán cả thủ kho đều phản ánh số lượng xuất là 20 15 cho hai mặt hàng này. Vậy là cái thông tin cho nghiệp vụ này là đã sao ạ? Khớp nhau rồi, đúng không ạ? Chúng ta yên tâm. Như vậy thì tôi đã hướng dẫn các bạn xong cách phản ánh cái nghiệp vụ số 2 bán hàng trên phần mềm Visa, tức là chúng ta bán hàng trong nước và khách hàng đã thực hiện thanh toán tiền hàng cho doanh nghiệp. Tôi hy vọng rằng với video này thì các bạn đã hiểu cách phản ánh cái nghiệp vụ số 2, nghiệp vụ bán hàng trong nước và khách hàng thực hiện thanh toán dưới hình thức chuyển khoản. Và nếu như bạn cảm thấy video này hữu ích, dễ hiểu thì bạn hãy like, share và subscribe kênh Kế toán Lê Ánh để đón nhận thêm nhiều các video hữu ích khác. Ở video sau tôi sẽ gặp lại các bạn để tôi sẽ phản ánh với các bạn một cái nghiệp vụ cũng thường xuyên gặp phải tại kế toán quá trình bán hàng, đó chính là nghiệp vụ phản ánh khách hàng tiến hành đặt hàng của doanh nghiệp bạn. Và vậy thì với cái nghiệp vụ mà khách hàng đặt hàng của doanh nghiệp thì chúng ta sẽ phản ánh trên phần mềm Visa như thế nào? Cái nghiệp vụ này tôi sẽ hướng dẫn rất là chi tiết và cụ thể vào video tiếp theo nhé. Hẹn gặp lại các bạn.